Thưa quý vị, kỳ họp thứ 23, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra sáng nay 20 tháng 9 dưới sự chủ trì của ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tại kỳ họp thứ 23 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7, các đại biểu nghe báo cáo 4 tờ trình thuộc lĩnh vực pháp chế và 11 tờ trình lĩnh vực kinh tế ngân sách và báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình này. Trong đó có một số tờ trình quan trọng như quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quy định chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, người giúp việc cho người giám định tư pháp tham gia hoạt động giám định tư pháp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng dự án trụ sở công an các xã trên địa bàn tỉnh, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng dự án đường tỉnh lộ 997 huyện Châu Đức, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn ngân sách tỉnh. Nội dung chi tiết tại kỳ họp thứ 23 sẽ được chúng tôi tiếp tục thông tin trong chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị đón theo dõi.